在我们有带朋友吗？那有带朋友吗？Hỡi Thiên Ba, các công việc Ngài sẽ ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa vì những công việc lớn lao lạ lùng Ngài làm giữa chúng ta. Thấy vũ trụ bao la, nơi mà rất là rộng lớn, đó chính là bàn tay tạo hóa làm ra. Chúng ta cảm ơn Chúa về công việc của Ngài. Đặc biệt Ngài đã
đến thế gian và mặc lấy thân thể là người và để cứu chuộc mỗi chúng ta, chúng ta thực sự được tha thứ và có sự sống trong Ngài và có được niềm vui khi chúng ta gặp được Chúa trên thiên đàng. Cảm ơn Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài hát Giêsu con tôn thờ Ngài. Giêsu ơi con tôn thờ Ngài. Thì giờ này chúng ta mời thêm Chúa rất là thấm lòng của mình. Cảm ơn Chúa vì những công việc lớn lao mà Ngài đã làm nên đã làm nên cuộc đời của chúng ta, người ban cho chúng ta bình an, ban cho chúng ta hạnh phúc. Để giờ này chúng ta trộn cả tấm lòng mình tốt tên Chúa, tốt tên và tốt cao gặp Ngài để được Chúa dạy dỗ, để chúng ta biết đi như thế nào. Giờ này chúng ta sẽ đến với bài hát trộn cả tâm hồn. Giờ này cho cả tâm hồn con nhớ đến người cha từ ai, lòng con luôn đau khát khao gặp Ngài, vì được nghe tiếng cha tay khuyên dẫn đưa con từng bước. Khi con đi theo Đức Cha, làm theo thánh khí Chúa, và cũng luôn luôn trong đức tin dân Chúa của đời này, nhưng chúng ta vẫn ai không thôi. Làm theo thánh khí Chúa, và cũng luôn luôn trong đức tin quên biết đi theo Ngài không đổi thay. Trọn đời mình chỉ theo Ngài thôi, đấng cứu chuộc linh hồn con. Ngài đã đưa ta còn bao lỗi lầm, để dạy yêu, để đời cha dẫn đưa đời con, giữ với linh hồn con. Đời thay tâm con, đời thay con, để làm nghe thánh khí Chúa, và còn luôn luôn trong đức tin. Thân Chúa cuộc đời này, thì là ta vẫn ngày không thôi, thì là thế
Chúa, tôi cũng luôn luôn trong đức tin, con quyết đi theo ngày không đổi thay. Chúng ta sẽ đi vào giờ đây mà chúng ta sẽ hát lại câu số 2. Vậy hãy lắng nghe, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khi mà nghe dân thân thể mình là của đời sống và thánh. Đẹp lòng Đức Chúa Trời ấy là sự thờ phượng phải lễ của anh em. Đừng làm theo đời này nhưng hãy tiến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để hưởng cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Xin Chúa cho anh em chúng ta tiến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần để chúng ta làm theo ý muốn của Chúa. Thế này chúng ta tiếp tục hát bài trọn vẹn ở tâm hồn, hát câu thứ hai. Trọn đời nguyện chỉ theo ngài thôi, đấng cứu chuộc linh hồn con. Ngài đã đưa ta còn bao lỗi lầm, ngài cha yêu vì lời cha dâng đưa đời con, giữa đôi linh hồn con, đời thay tâm con để mãi luôn để làm theo phán khi Chúa, mà còn luôn luôn trong đức tin. Dân chúng luôn đại này, yêu thương ta vượt hay không thôi. Ngày làm theo phán khi Chúa, ta còn luôn luôn trong đức tin. Con quyết đi theo ngày có nguyện tâm hối cải. Ngày làm theo phán khi Chúa, ta còn luôn luôn trong đức tin. Dân chúng luôn đại này, yêu thương ta vượt hay không thôi. Ngài làm theo phán khi Chúa, người cùng luôn luôn trong đức tin, con quyết đi theo ngài không đổi thay. Xin Chúa cho chúng ta biết theo của Chúa. Thì giờ này chúng ta sẽ lên với chương trình cầu chính của ai. Xin trân trọng kính chào quý bà anh chị em trong tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Chúa đã dành giữ chúng ta trong lễ vừa qua. Và nhân đây thì tôi phép sang cũng xin chào tất cả các anh em đang chuyển giới thực tiến qua mạng. Cảm ơn Chúa đã lâu thì cũng không thấy có sự hiện diện của cô Nguyên trở lại với chúng ta. Thì chúng ta cũng mong nghênh ạ. Bắt đầu là thì giờ đọc Kinh Thánh đối đáp. Xin chúng ta cùng đọc sách Kinh Thánh đối đáp tông trích trong sách Ê-díp-tô ký đoạn 12 từ câu 1 cho tới câu 14. Sang sẽ đọc câu lẻ, quý ông bà chị em sẽ đọc câu chẳng. Xin chúng ta đọc thời sự. Tại xứ Ê-díp-tô, Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe và A-rôn rằng: Tháng này định làm tháng đầu cho các ngươi, tức là tháng giêng trong 5 năm. Hãy nói cho toàn hội chúng Israel rằng, đến ngày 10 tháng này, mỗi gia trưởng tùy theo nhà mình phải bắt một con chiên con. Nếu nhà ít người quá ăn không hết một con chiên con, hãy chung cùng người rất lân cận mình, tùy theo số người và hãy đứng cho mỗi chiên con vì sức người ăn hết. Các ngươi hãy bắt hoặc trong bầy chiên, hoặc trong bầy dê, chiên con đực hay là dê con đực. Tuổi giáp niên chẳng tùy bất chi. Đoạn để dành cho đến ngày 14 tháng này, người cả một chúng Israel sẽ chiếm đó vào lối chiều tối. Họ sẽ lấy quyết đem bôi trên hai cột và mài cửa của nhà nào ăn thịt chiên con đó. Đêm nay họ sẽ ăn thịt chiên quay với bánh cọng đen và rau tặng. Chớ ăn thịt nửa chín, nửa sống hay là lột trong nước, nhưng phải quay trên lửa cả và đầu giò với bộ lông. Các người chớ để chiên còn lại để sáng mai, nếu còn lại
Vậy ăn thịt đó phải như vậy, dây lưng cột chân mang chì, tay cầm gậy ăn hối hả, ấy là lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va. Đêm đó ta sẽ đi qua xứ Ê-díp-tô, công đồng thần xứ Ê-díp-tô, từ người ta cho đến xứ Phật, ta sẽ ra quan tác thần của xứ Ê-díp-tô, ta là Đức Giê-hô-va. Amen. Huyết bôi trên nhà các ngươi ở sẽ dùng làm dấu hiệu khi ta hành hại xứ Ê-díp-tô, thấy huyết đó thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn nào hủy diệt các ngươi. Các ngươi hãy ghi thầy đó làm kỷ niệm, sẽ các đời hãy giữ làm một lễ cho Giê-hô-va, tức là một lễ lạc ra đời. Amen. Bước giờ bây giờ thờ phượng chính xin chúng ta cùng đọc câu kinh thánh được trích trong sách Sức Ê-díp-tô Ký đoạn 20 câu 8. Hai lần tiếng Việt, hai lần tiếng Hàn, xin chúng ta đồng thể sự. Hãy nhớ ngày nghỉ tạm hợp lên ngày thánh. Hãy nhớ ngày nghỉ tạm hợp lên ngày thánh. Hãy nhớ ngày nghỉ tạm hợp lên ngày thánh. Hãy nhớ ngày nghỉ tạm hợp lên ngày thánh. Hãy nhớ ngày nghỉ tạm hợp lên ngày thánh. Tiếp theo là cầu nguyện khai lễ. Xin chúng ta đọc đứng lên cho đến khi đọc xong bài chính điều các sứ đồ. Xin mời bạn Tâm An lên ngồi. Xin chào các đồng sư cùng toàn thể mấy chị em trong phần video tiêu và ân điển của Chúa Giêsu Christ Chúa của chúng ta. Và xin mời ông bà đồng sư chúng ta nghe hãy hướng lòng của nhau cho sự cầu nguyện. Cha kính yêu, cho con cảm tạ Chúa bởi một tuần lễ mới Cha lại cho chúng con được ra mắt và thờ phượng Chúa. Cho con cảm tạ Chúa thật là nhiều. Chúa ơi, cảm tạ Chúa thật là nhiều bởi trong ơn của Ngài chúng con lại được nhóm hiệp lại với nhau. Chúa ơi, nhớ ngày nghỉ đặc biệt làm nên ngày thánh. Chúa ơi, nhớ lời dạy của Chúa mà ngày hôm nay chúng con lại nhóm hiệp với nhau trong ơn của Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa thật là nhiều. Cảm tạ Chúa bởi Ngài là người chăn hiền này. Chúa ơi, cảm tạ Chúa bởi chúng con là chiên trong đồng cỏ của Ngài. Chúng con là dân sự của Ngài. Chúa ơi, để đổi mỗi một tuần lễ mới chúng con lại được ra mắt Chúa trong ơn của Ngài, chúng con cảm tạ Chúa thật là nhiều. Chúa ơi, lúc này đây chúng con cúi đầu dưới bệ chân của Ngài, xin Ngài hãy xét hết thảy tấm lòng của anh em chúng con. Chúa ơi, có những sự bất hiếp nào, có những điều gì không đẹp lòng Chúa, có những điều gì đã ngăn trở anh em chúng con, khiến cho anh em chúng con không đến gần được ngôi ngôi ơn phước của Ngài, thì lúc này đây trong giờ gì này, xin Chúa cũng hãy thanh hóa, thanh tẩy tấm lòng của anh em chúng con. Xin rằng huyết báu của Ngài hãy tuôn đổ trên đời sống của anh em chúng con và cất đi mọi sự mệt mỏi, mọi sự bất toàn của anh em chúng con. Xin kéo anh em chúng con vào trong sự hiện diện của Ngài trong thời giờ này. Ôi Chúa Cha kính yêu của chúng con, xin thần linh tốt đẹp của Ngài xin hãy ngự trên anh em chúng con trong thời giờ này. Con mời Đức Chúa Giêsu, con mời thần của Đức Giê-hô-va, Chúa ơi là thần thông minh, thần thông sáng và thần mưu lược, hãy ngự trên anh em chúng con trong thời giờ này và hướng anh em chúng con vào trong con đường đời đời trong lời của Ngài, Chúa ơi, để rồi lúc này đây tất cả chúng anh em chúng con được mở mắt, mở tai, mở trí, Chúa ơi, để rồi chúng con nghe được lời của Chúa. Chúa ơi, chúng con nghe được lời phán của Ngài. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa thật là nhiều. Chúa ơi, có những điều gì đang ngăn trở anh em chúng con thì anh em xin Chúa cũng hãy cất hết và hướng anh em chúng con để anh em chúng con được ở trong sự hiện diện của Ngài trong thời giờ này. Chúa xin Chúa Ngài hãy chữa lành mọi cái sự tổn thương lên tâm linh của chúng con để rồi chúng con được mở đôi mắt thục linh của chúng con để chúng con được nghe thấy lời của Chúa trong thời giờ này. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Và ngày hôm nay thì xin Chúa Ngài cũng hãy ở cùng trên người đàn, người hát và người dẫn chương trình và đặc biệt là mục sư của chúng con là người sẽ giải bày phúc âm của Ngài cho chúng con trong ngày hôm nay. Xin Chúa Ngài hãy ban ơn để rồi mục sư của chúng con có được sự khôn ngoan của Chúa, có ơn của Chúa. Chúa ơi, có ngôi, có nơi của Ngài để chúng anh của để rồi mục sư chúng con sẽ dẫn anh em chúng con vào trong sự thật, trong lời của Chúa. Con cảm ơn Chúa thật là nhiều. Chúa ơi, trong thời giờ này chúng con xin dâng hết thảy anh em của chúng con trong vòng tay yêu thương của Chúa. Chúa ơi, nguyện Ngài ở cùng và hướng dẫn anh em chúng con vào trong lời của Ngài. Và nguyện những đôi tai thục linh của chúng con sẽ nghe được lời của Chúa để rồi chúng con sẽ áp dụng vào trong đời sống của chúng con, để rồi chúng con ra về Chúa ơi và chúng con sẽ được tươi mới hơn trong lời của Chúa. Con cảm ơn Chúa thật là nhiều. Xin dâng mọi sự cho Ngài với lòng biết ơn. Chúng con thành kính sự cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Xin cảm ơn bạn Thanh. Tiếp theo chúng ta sẽ đọc bài tín điều các sứ đồ. Đây là bài tín điều dành cho những người tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của chúng ta. Chính chúng ta đọc thời sự. Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng làm cha và Đức Chúa Trời trời đất. Tôi tin Giêsu Christ là con độc sanh của Đức Chúa Trời và chúng ta. Ngài được bài thai của Thánh Linh, sanh bởi nữ đồng trên Maria, chịu thương khó dưới tay quân Sơ Pilát,
vì đã đến trên thập tự giá chịu chết và chôn ngày sau năm cũ đến ngày thứ ba ngày từ kẻ chết sống lại ngày thăng thiên ngồi bên của Đức Chúa Trời còn đang làm nhà từ đó ngày sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin thánh linh, tôi tin thần thánh phổ thông, sự thành công của thánh đồ, sự tha tội, sự sa bạc của thân thể và sống đời đời. Amen. Xin chúng ta cùng lòng. Tiếp theo là thời giờ hát sách ca. Xin chúng ta mở sách thức ca số 82, đề này phần ăn của Giáng Lai. Thầy
ta sư ba đồng thanh giữ ông hơi lên trời xanh hỏi thiên thanh danh mừng thắng gieo tràn cùng cao hồi âm yêu thương anh ta nhiều hay vui thay vui tất nhiệt thay kia thật kia núi theo ngài kia thân vui thảo lành thân kia đi theo tay tầm phán chân cha hư hoàng ở đây thừa thư ấy thầy bao đi phát tin mừng cay cho bao thế gian điều ấy kia thần kia vui theo thầy ý tư không sợ sự tư ôn dê phát chân hà dê hương hoa mang thu thẩm thư ta tha nhân trai thủy kê chú mi nhân dân tổ thư ta chờ nói số thủy tư giam nhận khi ô xe thê giam nhận khi ô xe thê giam nhận khi ô xe thê nếu chú em bên em chú sáng giang khi ô sáng nghe nghe kiếm âm hồ chỉ cần hôn xe thất chân hạ thế sáng giang khi ô xe thế Amen. Tiếp theo chương trình là phần đọc Kinh Thánh. Xin chúng ta cùng mở Kinh Thánh Việt Hàn Tăng Ước trang 1733, sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 từ câu 23 đến câu 32. Các ông bà chị em, chúng ta là người lớn tuổi thì chúng ta có thể nhìn lên màn hình để theo dõi. Bây giờ có sẵn sàng gì? Sau đây Sa xin đi đọc lời Chúa ngày hôm nay. Và tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em. Ấy là Đức Chúa Giêsu trong ngày, trong đêm ngày bị nợ, lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra và phán rằng: này là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta. Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, ngài lấy chén và phán rằng: chén này là sự giao ước mới trong huyết ta. Hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ ta. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc ngày đó. Bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng, thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Vậy mỗi người hãy tự xét lấy mình và như thế mà ăn bánh uống chén ấy. Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là uống sự xét đoán cho mình ấy, vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm và có lắm kẻ ngủ. Nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình thì khỏi bị xét đoán, song khi chúng ta bị Chúa xét đoán thì bị ngài xử phạt, hầu cho khỏi bị án làm một với người thế gian. Amen. Sau đây thì Sa cũng xin tuyên đọc lời Chúa bằng tiếng Hàn. Chúng ta cùng đọc dồn. Nè ca nờ hi ê kê chà nan có sân chú kê bà tinh có xin nì có chú giê xu kê so cha bi xì tân bà bê tật cơn ca chi sạ chúc sa ha si cô tề o y rư si te y có sân nờ hi răn quy hà năng nê mu mi ni y có sân hen hà do na rin ki nhâm hà ra ha si cô sít quê tô hàm cư
화 같이 나는 가지시고 이르시되 이 자는 내 앞으로 세운 새 언약이니 이것은 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니 너희가 이 떡은 먹으며 이 자는 마실 때마다 주의 죽으심은 그가 오신 때까지 전하는 것이라. 그러므로 누구든지 주고 떡이나 자는 합당하지 않게 먹고 마시는 자는 주의 몸과 피에 대하여 죄를 짓는 것이라. 사람이 자기를 삼키고 그 후에야 이 떡을 먹고 이 자는 마실지니 주의 몸은 문 무르지 못하고 먹고 마시는 자는 자기의 죄를 먹고 마시는 것이니라. 그러므로 너희 중에 약한 자와 병든 자가 많고 잠자는 자도 적지 아니하니 우리가 우리를 삼십수년 판단은 많지 아니하려니와 우리가 판단은 막는 것은 주께 진께는 막는 것이니 이는 우리로 세상과 함께 전제함은 막지 않게 하여 하십니다. 아멘. 뜻해올라 티어 지세야 시리 신중다 cùng đến với phần chia sẻ sứ điệp của mục sư Kiều Công Thận, người được ơn của Chúa sẽ giải bài lời Chúa, giải bài lời Chúa cho chúng ta ngày hôm nay. Xin mời ông ạ. Trước hết xin kính lời chào thăm tất cả các cô chú và anh chị em đến tham dự chương trình chiều hôm nay. Trước khi chúng ta cùng học Kinh Thánh với nhau thì xin mời quý vị nghe thông báo. Theo thông lệ chúng ta đã thực hiện trong nhiều tháng qua thì cứ mỗi tháng vào tuần thứ hai thì sau giờ nhóm chúng ta sẽ có thời giờ gọi là cầu nguyện phục hưng. Xin Chúa thăm viếng Chúa phục hưng chính bản thân chúng ta, gia đình Việt Nam chúng ta tại đây, và mở rộng ra là chúng ta cũng cầu nguyện cho quê hương đất nước của mình. Và chúng ta cảm ơn Chúa thì trong những thời gian vừa qua Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta và Chúa đã làm nhiều việc gọi là chúng ta gọi là dấu kỳ phép lạ xảy ra ở giữa vòng chúng ta đây, những nơi khác cũng như các gia đình ở tại Việt Nam. Thành ra với lòng tin chắc nơi lời Chúa, nơi lời hứa của Chúa cũng như nơi sự kinh nghiệm, những gì Chúa bày tỏ ở giữa chúng ta, cho nên chúng ta tiếp tục làm việc đó. Cho nên tất cả ông bà anh chị em nào, nếu không có việc gì chiều nay hoặc là không có một cuộc hẹn nào thì quý vị có thể tham dự chương trình này. Và xin nhớ đây là buổi cầu nguyện để chúng ta hoàn toàn dầm thấm giống như chúng ta tắm mình ở trong cái sự cầu nguyện, trong sự hiện diện của Chúa. Thành ra khi đến với buổi cầu nguyện này thì chúng ta chuẩn bị chính mình. Và chúng ta cũng sẽ có ăn chiều, cho nên quý vị nào sắp xếp được thì cùng đi dự và có thể ăn chiều. Nghe nói chiều hôm nay chúng ta sẽ ăn bún chả giò, cho nên quý vị nào thèm món ăn đây thì xin mời đến tham dự với chúng tôi. Bây giờ xin mời tất cả chúng ta cùng nhau hướng lên màn hình. Xin mời chúng ta cùng nhau đọc với nhau câu số 23 và
và 24 ở trong sách Côrintô thứ nhất đoạn 11. Xin chúng ta cùng đọc chậm rãi và chúng ta đọc chung với nhau một cách nhịp nhàng. Xin chúng ta cùng bắt đầu. Và tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em. Ấy là Đức Chúa Giêsu trong đêm Ngài bị đọt, lấy bánh, thả ơn rồi ghé ra mà phán rằng: này là thân thể ta vì các ngươi mà có cho, hãy làm điều này để nhớ ta. Chúng ta đọc tiếp câu số 25 ạ. Cũng một lễ ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: chén này là sự giao ước mới trong huyết ta, để khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ ta. Amen. Ta xin sửa chút xíu cho này. Xin mời quý vị cùng hiệp lòng với tôi cầu nguyện trước khi chúng ta cùng học lời Chúa với nhau. Kính lạy Chúa là Cha yêu dấu của chúng con, cảm ơn Chúa vì một tuần vừa qua chúng con được bình an và khỏe mạnh. Và hôm nay chúng con vì riêng thì giờ này để nhớ ngày nghỉ, đặng làm nên ngày thánh theo như lời Chúa dạy. Xin Chúa ban ơn hiện nay trên khắp thế giới, con dân Chúa khắp mọi nơi vì riêng ngày này để tôn cao thần của Chúa. Và chúng con ở đây trong thời giờ này, xin Chúa Ngài cũng hiện diện ở giữa phòng nhóm này và hiện diện ở trong tâm lòng mỗi chúng con, để chúng con được chuẩn bị chính mình để lắng nghe lời của Chúa. Xin Chúa ban ơn phán dạy chính mình con là người giải bày, và quý ông bà anh chị em con là người lắng nghe, để hết thảy chúng con người nói cũng như người nghe chúng con nhận lãnh được sứ điệp, sự dạy dỗ từ trong lời của Chúa. Xin Chúa Ngài ban ơn để chúng con nhận lãnh, không lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình, nhưng chúng con bởi năng lực của Chúa, chúng con làm theo những gì chúng con học ở lời của Chúa. Xin cất đi những mệt mỏi, những phân tâm lo lắng, những điều gì không xứng đáng ở trong chúng con trong thời giờ này. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con dâng thời giờ này cho Chúa con thành kính một cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, đối với người Việt chúng ta cũng như nhiều nước ở trên thế giới, thì chúng ta thường có những cái sự kiện để mà chúng ta kỷ niệm, để chúng ta ghi nhớ. Đối với người Việt của chúng ta, theo quý vị đó, trong cái quan niệm của người Á Đông, đặc biệt là của người Việt, thì chúng ta quan trọng cái ngày nào hơn, ngày sinh hay là ngày tử hay là ngày qua đời? Theo quý vị suy nghĩ xem, chúng ta quan trọng sinh nhật hay là ngày mình qua đời? Qua đời. Thì hàng năm thì có dỗ tổ Hồng Vương đó, dỗ tổ thì qua đời thôi. Theo quý vị thì bản thân quý vị á, nếu bây giờ phải chuẩn bị một cái lễ hội mà bản thân mình á sẽ là người định ra cái lễ hội đó, thì quý vị nghĩ rằng mình cái sự kiện nào quan trọng mình cần kỷ niệm hơn, ngày sinh, ngày tử hay là ngày đám cưới? Đám tử luôn. Hay là ngày nào à? Ngày cưới quan trọng phải không vậy ba? Như vậy mình làm hết hay sao? Tức là bây giờ mỗi năm mình làm sinh nhật, mình làm kỷ niệm ngày cưới, mình làm luôn kỷ niệm ngày mất người thân vân vân, làm hết không ạ? Như vậy thì nhiều chúng ta có nhiều bữa tiệc phải không ạ? Nhưng mà thường người Việt Nam thì là quan trọng cái ngày mất đó. Chứ cái ngày sinh nhật con thì không thể tổ chức cũng được, nhưng mà cái ngày dỗ là như vậy. Vâng. Phải nhớ đến để... chúng ta ở đây thì chúng ta có thể nói về cái quan điểm cá nhân của mình á, là mình thích tổ chức sinh nhật hoặc là kỷ niệm ngày cưới hoặc là kỷ niệm ngày người thân qua đời. Nhưng mà trong cái phong tục, trong cái suy nghĩ của người Việt cũng như người Á Đông thì thông thường là nghĩ đến cái ngày qua đời, phải không ạ? Ngày qua đời của người thân của mình. Thì bây giờ tôi xin đặt câu hỏi là tại sao cái ngày qua đời lại quan trọng? Bởi vì nếu không có ngày sinh thì làm gì có ngày qua đời, nếu không có ngày ra đời thì làm gì có ngày lìa đời, phải không ạ? Nhưng mà tại sao trong cái quan niệm chúng ta lại suy nghĩ rằng cái ngày lìa đời
rất là quan trọng, cho nên chúng ta phải kỷ niệm nó. Thành ra đối với người Việt chúng ta, một số gia đình ở xa dù bằng cách mấy thì đến ngày giỗ cha mẹ ông bà cũng về, nhưng mà nếu người nào mà cố tình tránh cái điều đó thì bị kể là bất hiếu hoặc là không có giữ cái mối quan hệ gia tộc. Nhớ ơn người đã khuất. Quý vị đồng ý không ạ? Vâng, và một trong những cái suy nghĩ của người Việt là để bày tỏ cái lòng biết ơn hay là nhớ ơn người đã khuất, phải không ạ? Rồi gì nữa ạ? Quý vị có thường đang đám giỗ không ạ? Rất là thường, nhưng mà theo quý vị thì mình đang đám giỗ để làm gì ạ? Cho nó hay là để cho vui hay là như thế nào ạ? Tôi nhớ, bây giờ tôi nhớ lại ngày xưa gia đình tôi cũng có tổ chức, nhưng mà ngày xưa thì không có tổ chức theo dạng gọi là lễ giỗ mà lễ kỷ niệm, là bởi vì tin Chúa cho nên không có cúng bái, cho nên cũng làm cái ngày đó nhưng mà kỷ niệm cái ngày ông bà của mình qua đời để nhắc nhớ con cháu về công ơn của ông bà cha mẹ, thì đó thì làm cái lễ đó. Nhưng mà nếu mà tính về cái ký ức khi còn nhỏ đó thì tôi thấy cái ngày đó nó có vài cái điểm sướng sau đây. Cái sướng thứ nhất á là ngày đó không phải đi làm, không phải làm gì cả mà được đi chơi, bởi vì cái ngày đó ngay cả có đi học ba mẹ cũng xin cô giáo cho mình nghỉ để tại vì cũng nhiều tôi phải chở về quê mà, thành ra là cho mình được nghỉ nè. Sướng cái thứ nhất là không phải đi học đi làm được nghỉ. Cái sướng thứ hai là nhiều năm rồi, nhiều ngày rồi, nhiều tháng rồi không có được ăn ngon, cho nên bây giờ có được một cái ngày lễ giỗ thì sao ạ? Có heo, có bò, có gà, có chả, có đủ loại thức ăn được dọn lên. Rồi cái thứ ba là gặp được nhiều người thân khác, phải không ạ? Mà vui nhất là nếu gặp nhỏ, gặp những người thân mà sột nó được lì xì nữa. Cho nên cái ngày giỗ đối với người trẻ tuổi, người nhỏ thì thích là như vậy. Còn đối với người lớn thì có hai cái quan trọng. Cái thứ nhất á là để nhớ ơn cũng như là để anh em, người thân họ tập với nhau như thế nào ạ? Xung bày, học mặt. Nhưng cái điều thứ hai á thì cái này nó quan trọng hơn mấy cái kia. Đối với người Việt Nam á, làm cái đó là để mong cho người khuất, người đã khuất rồi đó, làm gì ạ? Phù hộ cho mình, phải không ạ? Cái khái niệm á là nhớ công ơn của cái người đó đã đành rồi, nhưng mà tỏ cái tấm lòng như vậy á để người đã khuất rồi đó, nếu có khả năng ban ơn á, thì ít nhiều cái người đó sẽ ban ơn hay là phù hộ cho mình. Cho nên trong cái tâm trí của người Việt á là suy nghĩ như vậy. Và điều này á nó được trở thành cái văn hóa là bởi vì khi mà khoảng một ngàn năm mà bị đô hộ bởi giặc Tàu, thì đạo Phật từ Trung Hoa mới vào chúng ta với một cái tính cách là mang tính là hệ thống hơn, thành ra nó đặt thành cái nếp suy nghĩ quan trọng trong văn hóa, trong suy nghĩ, trong tâm linh của người Việt. Cách đây vài bữa tôi có xem một video nói về nguồn gốc của đạo Phật, thì có một vị giáo sư cũng nói rằng là cũng khoảng gần 2.000 năm rồi, chứ không phải chúng ta bị đô hộ bởi giặc Tàu là khoảng 1.000 năm, chúng ta bị đô hộ khoảng 1.000 năm rồi, sau đó pháp thuộc khoảng gần 100 năm. Nhưng mà vị giáo sư này nói ra sách cổ thì ngay cả đạo Phật á đến Việt Nam thì cũng khoảng gần 2.000 năm, nhưng mà trước khi qua Trung Quốc á thì người ta khám phá là đạo Phật cũng du nhập vào Việt Nam trước đó, tức là trước cả Trung Hoa. Còn đến thời kỳ mà bị đô hộ á thì cái thời kỳ đó mới là mang tính hệ thống hơn của một cái tôn giáo hình thành một cách mạnh mẽ tại Việt Nam. Nhưng mà sở dĩ hôm nay tôi nói cái điều này là để chúng ta thấy một cái điểm chung trong cái văn hóa của người Việt Nam, trong cái tâm linh của người Việt Nam mà bây giờ chúng ta tìm hiểu trong Kinh Thánh á, thì chúng ta cũng thấy rằng có một cái gì đó liên hệ rất là rõ ràng giữa người đã qua đời và người đang còn sống. Và cách đây vài ngày mà khi tôi được giao bài tập của giáo sư đó, thì khi tôi đọc về lịch sử Hàn Quốc á thì cũng vậy. Người Hàn Quốc được ảnh hưởng ba cái tôn giáo
đó là Phật giáo, Khổng giáo và Lão giáo. Nhưng mà ba cái tôn giáo này á, cộng với lại cái tín ngưỡng truyền thống của họ đó, khi chúng ta nói tín ngưỡng là lúc đó nó chưa có hệ thống, nó chỉ có cái niềm tin thôi, nó chưa có một hệ thống là kinh kệ hay là một cách là hệ thống về giáo lý, chỉ là gọi là tín ngưỡng, mới có niềm tin thôi. Thì họ theo đạo gọi là Shaman. Shaman có nghĩa là họ nghĩ rằng khi mà một người qua đời á thì vẫn còn hiện diện, và cái người qua đời đó có thể là một cái linh ác, một cái thần ác hoặc là một cái thần thiện, cho nên người sống nó phải cúng bái cho người đó. Và sau này khi mà du nhập Phật giáo, Khổng giáo và Lão giáo ở tại đây thì cái thời gian mà thịnh trị nhất á của Hàn Quốc á là cái thời kỳ của Lão giáo, xin lỗi, là của Khổng giáo, tức là của Khổng Tử đó. Cho nên ở Hàn Quốc này thì họ rất trọng cái vấn đề là phẩm trật ở trong xã hội, phẩm trật ở trong gia đình, và đặc biệt á là cái vấn đề là phải nhớ đến cái người thân đã khuất. Cho nên khi đến đây thì tôi mới thấy là à, vậy là người Việt chúng ta và người Hàn có cái điểm chung là như vậy. Cho nên á, một số cô dâu, một số chị em mà sang đây đó thì lại không hiểu cái điều đó, nhiều khi là sống ở trong gia đình người Hàn á, mình không có hiểu được cái điều đó. Nhưng mà đối với xã hội Hàn Quốc á, từ lâu rồi, ngay cả trong tiềm thức và trong cái suy nghĩ, trong cái đức tin của họ đó, thì họ coi trọng cái vấn đề phẩm trật ở trong xã hội và gia đình. Còn ở Việt Nam thì con thì cứ cãi nhảy nhảy với cha mẹ được, phải không ạ? Nhưng mà ở đây thì không phải như vậy. Ngay cả ở đây mà nhiều khi có những người cha mẹ sai mà la, con cũng phải cúi đầu nghe. Thì chúng ta hỏi tại sao kỳ cục vậy? Đó là cái văn hóa, đó là cái tín ngưỡng một thời gian dài của mọi người. Nhưng mà khi chúng ta trở về với Kinh Thánh á, thì tôi muốn nói một cái điểm này. Như vậy thì cái sự chết của một người đó trong gia đình, trong người thân của mình rất quan trọng đối với mình, phải không ạ? Bởi vì chúng ta muốn bày tỏ cái lòng biết ơn, phải không ạ? Như vậy thì trong cái điểm đó thì chúng ta biết khi mà Chúa Giêsu ngài chuẩn bị hành hình, chuẩn bị đóng đinh trên cây thập tự, thì Chúa truyền một cái mạng lệnh cho con dân của Chúa khắp mọi nơi, đó là làm gì thì làm, hãy nhớ một cái lễ mà ngày nay, hôm nay chúng ta sẽ có cái lễ gọi là lễ Tiệc Thánh đó, để kỷ niệm cái sự hy sinh của Chúa. Như vậy thì chúng ta thấy ở trong cái phương diện này, Kinh Thánh dạy và người Việt Nam cũng cần hiểu biết rằng cái người nào mà hy sinh cho mình thì cái bổn phận của mình là cần biết ơn. Như vậy thì có những người tại sao họ làm giỗ? Tại vì họ nghĩ rằng phải làm giỗ tổ là để kỷ niệm, để ghi nhớ cái công ơn sinh thành dưỡng dục của ai? Của ông bà cha mẹ của mình. Nó thể hiện cái đạo hiếu, đạo làm con. Thì như vậy chúng ta cũng có thể hiểu rằng trong Kinh Thánh dạy chúng ta cái điều này rõ hơn. Nếu như cha mẹ mình sinh ra đó, về cái phần thân xác này nuôi nấng mình phải có cái bổn phận gọi là biết ơn. Tôi chưa nói đến cái chuyện cúng bái theo cái quan điểm Kinh Thánh như thế nào, tôi chỉ nói đến cái lòng biết ơn thôi. Thì như vậy thì đối với một vị mà hy sinh cho chính con người của mình, tức là về cái thân hồn linh này, thì chúng ta càng phải biết ơn. Cho nên đó là lý do tại sao trước khi Chúa thăng thiên về trời thì Chúa đã thiết lập cái thánh lễ này. Và Phaolô có nói như thế này: "Vả tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em, ấy là Đức Chúa Giêsu trong đêm ngài bị nộp lấy bánh tạ ơn rồi mẻ ra mà phán rằng: Này là thân thể ta vì các ngươi mà có cho, hãy làm điều này để nhớ ta." Như vậy thì Phaolô đã nhận được cái mạng lệnh này từ chính Chúa Giêsu. Và ông đã biết một cách rõ ràng cụ thể hơn về cách thức chúng ta giữ cái thánh lễ này như thế nào. Và tại sao hôm nay tôi lại nói điều này? Thứ nhất là vì chúng ta có lễ Tiệc Thánh hôm nay. Nhưng hôm nay tôi muốn cùng với quý vị chúng ta học cái bài học này, để chúng ta nhớ đến cái cội nguồn của cái đấng tạo dựng nên mình. Cha mẹ là người sinh ra mình, nhưng mà đấng tạo nên mình thì lại là ông trời. Các cách suy nghĩ của người Việt chúng ta gọi là ông trời. Hôm nay đối với các nhà thờ Hàn Quốc á, thì họ kỷ niệm cái ngày này gọi là Ermenintide. Là ngày gì ạ? Ngày phụ mẫu, ngày kỷ niệm cái công ơn. Cho nên các nhà thờ á, thì họ không có cúng bái người chết. Nhưng mà nếu chúng ta đi nhà thờ sáng nay á, người nào mà lớn tuổi á, thì được tặng quà và được gắn cái hoa đây. Tức là để một phần thể hiện cái lòng biết ơn đối với những người lớn tuổi nói chung, cũng như đối với cha mẹ của mình.
Như vậy thì đối với người mà nuôi mình, mang nặng đẻ đau, chăm sóc mình mà mình còn nhớ, thì huống chi đấng dựng nên mình. Có nhiều người làm tốt cái việc là hiếu kính cha mẹ, nhưng mà có việc không tốt, đó là hiếu kính đối với đấng dựng nên mình. Tại sao tôi nói điều này? Có lần tôi gặp một số anh em, tôi nói như thế này. Tôi nói nếu mà nói về sinh học á, thì bây giờ nếu hai vợ chồng lấy nhau, ăn ở với nhau, mà khi ăn ở như vậy đó, thì trong cái tháng đó, đối với người phụ nữ á, một cái buồng trứng như vậy thì rất nhiều trứng, thì không biết là cái trứng nào sẽ rụng xuống. Mà bởi vì cái trứng nào rụng xuống thì nó sẽ quyết định đó là ai. Thì cha mẹ có điều khiển được cái đó không ạ? Không. Điểm thứ hai, đối với người nam á, thì Chúa cho người nam trong quá trình mà ăn ở như vậy đó thì có hàng triệu con tinh trùng. Như vậy thì cha mẹ có chọn được con nào không ạ? Và khi ăn ở như vậy, trứng và tinh trùng kết hiệp nhau để tạo thành phôi và phát triển thành một thai nhi, rồi sau đó đẻ thành một đứa con, thì cha mẹ trong cái quá trình đó hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì bao nhiêu cái trứng như thế, rồi bao nhiêu triệu con tinh trùng như thế thì không biết cái nào kết hợp với cái nào. Một cái khác thì nó sẽ ra một cái khác. Cho nên cha mẹ không quyết định được giới tính của con, mà cũng không quyết định được cái số mệnh của con mình. Thành ra khi nghĩ đến đó thì tôi mới đặt câu hỏi. Tôi hỏi cha mẹ sinh ra anh, ra chị. Như vậy thì để sinh ra như vậy thì trứng và tinh trùng lấy đâu ra? Có phải vô bệnh viện lấy không ạ? Không, lấy từ trong lòng. Vậy trong lòng mình từ đâu ra? Nếu mà ông trời không dựng nên thì lấy đâu ra? Mà nếu khi kết hợp như vậy, nếu không có sự sống thì làm sao sống? Cho nên có những người sinh con dễ thì thấy bình thường, nhưng mà có những người hiếm muộn, quý vị biết không? Họ đi cầu trời, cẩn thận, họ làm đủ cách hết, nhưng mà không được. Hôm nay tôi nói điều này để quý vị thấy là Chúa dạy chúng ta rất là rõ. Đối với người sinh thần ra mình đã có công, xin lỗi, mình phải biết ơn nhớ công người đó. Thì bây giờ đối với đấng dựng nên mình thì mình càng phải biết ơn hơn nữa. Nhưng mà biết ơn hơn nữa là gì? Là cái đấng đó hy sinh cho mình. Cho nên Kinh Thánh nói cho chúng ta biết cái điều này mà người Việt mình hay nói câu này. Người Việt hay nói là mũi dại thì lái chịu đòn là sao ạ? Con dại thì cái mà câu đó nghĩa là gì ạ? Con mà có hư, có làm nổi, có làm gì thì ai lãnh đạn hả? Cha mẹ lãnh đạn. Cho nên khi chúng ta nghiên cứu văn hóa của Việt Nam thì chúng ta mới thấy Kinh Thánh dạy chúng ta điều đó từ lâu. Khi con người sa ngã phạm tội được dựng nên rất là đẹp trong hình ảnh của Chúa, rất là đẹp. Cho nên khi con người sa ngã phạm tội thì chính Chúa đã bằng lòng hóa thân làm cái con người giống như chúng ta, chịu chết thay cho chúng ta. Cho nên đó là cái điều lớn lao Kinh Thánh mới nói cho chúng ta là Chúa Giêsu nói mỗi lần các con mà ăn bánh này, uống chén này đó thì hãy nhớ đến ta. Tức là nhớ đến không những ta là đấng dựng nên các con mà còn là đấng chết thay cho các con. Hồi nãy chúng ta trong giờ đầu chúng ta đọc Kinh Thánh đối đáp đó, nói về người Do Thái làm gì thì làm, nhưng mà người Do Thái không bao giờ mất gốc. Hỏi tại sao vậy? Bởi vì lúc nào á, đối với người Do Thái họ có những cái thánh lễ họ không bao giờ quên. Mà một trong những cái thánh lễ đó là cái lễ vượt qua, khi mà Chúa giải cứu họ ra khỏi kiếp nô lệ ở Ai Cập mà chúng ta gọi là Egypto. Và bởi vì qua cái thánh lễ đó họ kỷ niệm đêm đó thì người Do Thái không có con đầu lòng nào bị chết, nhưng mà tất cả con đầu lòng của người Ai Cập từ con người cho đến con vật đều chết hết. Cho nên họ nhớ cái ơn đó, họ phải cử hành cái lễ gọi là lễ vượt qua. Tôi nghiên cứu gần đây là khi mà sự phát triển của các tôn giáo, đặc biệt là của Hồi giáo, phát triển rất là nhanh, và ngay cả một số người Hồi giáo cũng tìm cách để là Hồi giáo hóa người theo đạo Chúa. Nhưng mà có một thành phần dân tộc mà người Hồi giáo không thể Hồi giáo được, đó là người Do Thái. Hỏi tại sao như vậy? Bởi vì người Do Thái, lịch sử của người Do Thái và niềm tin của họ và cái đức tin nơi Chúa là đấng dựng nên họ, cái đó nó rất là xác quyết, nó rõ ràng lắm. Cho nên không dễ gì tách ra được. Nếu anh tách được cái tôn giáo người đó ra đó thì người đó sẽ dễ dàng cho anh. Nhưng mà không tách được người Do Thái, họ đi đâu họ cũng với cái niềm tin này. Thành ra tôi nói điều này, bây giờ người tin Chúa thật sự biết ơn Chúa
thì đi đâu không ai tách được mình ra khỏi Chúa cả. Bởi vì ở trong mình á, mình kinh nghiệm được đấng đó đã không những dựng nên mình mà còn cứu chuộc mình nữa. Cho nên Chúa Giêsu mới nói rằng khi các con làm điều này thì làm với tinh thần nào? Hãy làm để kỷ niệm ta hay để nhớ ta. Cho nên có nhiều cái nhớ, nhưng mà tôi nói cái nhớ này đó là cái nhớ quan trọng nhất. Và quý vị biết không, có một điều lạ, khi mà chúng ta kỷ niệm cái sự hy sinh của Chúa đó, đối với người bình thường, ví dụ người Việt Nam đi, thì chúng ta đến ngày đó chúng ta kể lại, có khi kể lại cái việc qua đời của cha mẹ mình, nó là mình khóc đó mà. Nhưng mà khi chúng ta nói đến sự đau thương của Chúa thì chúng ta không phải rầu rĩ khóc lóc. Tại sao? Bởi vì nó là cái nguồn hy vọng. Cho nên khi mà Chúa Giêsu ban cái thánh lễ này thì Chúa Giêsu mới nói rằng ta không uống trái nho này nữa cho đến khi ta uống trái nho mới trong nước cho ta với các người ở đâu? Ở thiên đàng. Như vậy thì khi chúng ta giữ cái lễ này kỷ niệm cái sự sinh của Chúa, nhưng mà nó lại hướng chúng ta đến một cái hy vọng đời đời ở thiên đàng mà chúng ta được gặp mặt Chúa, mà không phải chỉ có mình mà lúc bây giờ là muôn dân muôn nước. Như vậy thì chúng ta tổ chức lễ dỗ thì chỉ có gia tộc mình thôi. Nhưng mà khi chúng ta kỷ niệm cái sự thương khó hy sinh của Chúa thì nó ban cho chúng ta một hy vọng và chúng ta được kết nối với đa gia tộc, nhiều gia tộc khác trên thế giới. Bởi vì họ đều nhận lấy cái tình thương của Chúa, nhận lấy sự cứu rỗi của Chúa. Cho nên Chúa mới nói như thế này ở trong câu 26. Ấy vậy mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Như vậy thì cái kỷ niệm này Chúa muốn chúng ta nói ra. Thành ra đối với người theo đạo á, thì chỉ có một năm có cái lễ lớn là gọi là lễ phục sinh. Thì cái lễ đó thường nói nhiều về sự sống lại. Nhưng mà suốt năm có những nhà thờ thì mỗi ngày khi họ nhóm lại thì họ dự tiệc thánh. Có những nhà thờ thì mỗi tuần. Còn chúng ta ở đây thì theo cái điều kiện chúng ta tổ chức 2 tháng một lần. Nhưng mà thưa quý vị, dù chúng ta tổ chức ít hay nhiều thì cái ý nghĩa cũng là như vậy. Tức là mỗi khi chúng ta dự lễ này để chúng ta công bố cái gì? Công bố sự hy sinh của Chúa cho mình. Công bố một cái niềm hy vọng. Nhưng mà Chúa Giêsu cũng cho chúng ta biết một điều này nữa. Có những người cũng tin Chúa, cũng dự lễ này, nhưng mà có những người chết sớm. Có những người thì bị bệnh. Có những người cầu nguyện Chúa không nghe. Là tại sao? Bởi vì câu 27 cho chúng ta còn trả lời. Bởi đó ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng thì sẽ mắc tội với thân và huyết. Có một thời gian tôi nghe những câu như thế này mà tôi không biết nói như thế nào, mình chỉ biết cầu nguyện thôi. Có người nói cái thằng đó, cái con đó nó đi nhà thờ, nó làm lễ báp têm, nó dự lễ tiệc thánh mà nó sống vậy đó. Một thời thì có thể ca ngợi Chúa rất là dõng dạc trên đây, nhưng mà một thời ở trong những cái quán mà chụp hình lên thì người này với người kia xà nẻo với nhau, thì còn là cái hình ảnh của Chúa Giêsu hy sinh cho mình nữa không? Cho nên Chúa nói rằng bởi đó ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng thì mắc tội với thân và huyết của Chúa. Thì khi mắc tội với thân và huyết của Chúa, chuyện gì xảy ra? Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống thì xét đoán cho mình, ấy vì cái đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền đau ốm. Vài người hay bao nhiêu ạ? Hỏi tại sao có nhiều người tin Chúa họ không tốt hơn mà họ bị bệnh nhiều hơn? Bởi vì có những người đã khinh thường cái sự hy sinh của Chúa. Theo Chúa một thời gian mà không giống Chúa mà giống quỷ. Rất là đau cho Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói như thế này: ta há chẳng chọn các ngươi 12 người trong các ngươi là sứ đồ sao? Mà một người trong các ngươi là quỷ. Cái đó câu đó đau thiệt. Theo Chúa thời gian không giống Chúa mà giống quỷ. Vậy thì tôi quý vị đang ngồi đây, mình đang giống ai? Chắc không? Để xem. Giống như ngày xưa xem phim hoạt hình của Nga đó, nó kết thúc bằng câu là hãy đợi đấy đó. Quý vị nhớ xem cái phim đó không? Cuối cùng kết thúc là gì? Hãy đợi đấy, chờ tiếp tục tiếp theo, xem tiếp theo đi. Hãy đợi. Thì để xem quý vị
như thế nào thì đời sau quý vị tôi sẽ hãy đợi đấy, để xem quý vị có bị tật nguyền đau ốm vì cớ không xứng đáng với sự hy sinh của chúng ta. Cho nên hôm nay chúng ta dự lễ Đức Thánh thì Chúa muốn chúng ta làm gì? Ngoài cái chuyện mình kỷ niệm mà sự hy sinh của Chúa cho mình, biết ơn Chúa, nhớ đến cái ngày hy vọng Chúa đoàn tụ tất cả muôn dân muôn nước, chúng ta nhớ đến cái trách nhiệm của mình nói về Chúa, thì khi chúng ta muốn dự tiệc này thì Kinh Thánh nói rằng vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, như thế mới ăn bánh chứ. Suốt những tuần qua, những tháng qua mình nghĩ cái gì? Tôi nói cái miệng mình phạm tội nhiều lắm, nhưng mà cái suy nghĩ mình nó gấp mấy lần hơn. Quý vị đồng ý không ạ? Miệng mình nói vậy nhiều lắm, nhưng mà cái tư tưởng mình á thì nó chấp luôn. Nó chấp luôn, bởi vì cái tư tưởng mình nó nghĩ cao hơn nhiều hơn. Miệng mình thì nói ra những cái người ta nghe, còn có những cái mình không dám nói thì nằm trong tư tưởng. Thì Chúa nói mình phải xét lấy mình, xét lấy còn cái tư tưởng của mình, cái lời nói của mình, cái hành động của mình là gì. Để tháng tiếp theo nếu chúng ta phải cầm cái chén nước cho, cầm bánh để kỷ niệm sự hy sinh của Chúa thì sao ạ? Thì mình xứng đáng, mình cảm ơn Chúa cho con một tháng vừa qua con bước lên một bước cao hơn trong đức tin, con kinh nghiệm nơi năng quyền của Chúa, sự hy sinh của Chúa trong đời sống. Cho nên tại sao có những người tin Chúa thì bây giờ Chúa cho có ơn là khi đặt tay người khác trên người khác cầu nguyện thì Chúa chữa lành. Là bởi vì đời sống người đó, cái thân thể người đó, cuộc đời người đó đã được cái sự hy sinh của Chúa, cái dòng huyết của Chúa một cách vô hình đã ở trong biến đổi con người của mình. Cho nên nó có năng quyền để mình đặt tay thì quyền năng của Chúa lưu xuất qua chúng ta và chữa lành. Cho nên đến trường hợp, quý vị biết không, thời của Phao-lô, khi Phao-lô biết điều này á, thì khi mà ông đi ngang qua thứ này thì ngang cái bóng của các sứ đồ, cái bóng họ đi qua đó, hay là cái vạt áo của họ đụng đến những người bệnh thì họ được lành, bởi vì cả con người của họ được dòng thấm trong năng quyền của Chúa, trong cái sự hy sinh của Chúa, huyết của Chúa Giêsu gội sạch cái con người của họ. Cho nên anh chị em ơi, chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban ơn cho gia đình mình cái này cái kia, ban ơn cho cá nhân mình chuyện này chuyện nọ. Nhưng mà nếu chúng ta không nghĩ đến cái sự hy sinh của Chúa, không để thân và huyết của Chúa giống như dòng thấm trong cuộc đời của mình thì mình không được đâu. Mình kinh nghiệm điều đó thì những điều khác chúng ta sẽ được. Câu số 31 và 32. Nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình thì khỏi bị xét đoán, song khi chúng ta bị Chúa xét đoán thì bị Ngài xứa phạt, hầu cho khỏi bị án là một với người thế gian. Tôi xin dừng lại câu số 32 này vậy. Chúng ta sẽ bị kết thúc. Tại sao người tin Chúa cũng bị phạt? Tại sao? Có một câu Kinh Thánh giải thích như thế này á. Thương thì cho rồi cho bỏ. Kinh Thánh nói rằng vì Chúa thương chúng ta như là con, cho nên Chúa phải sửa phạt. Mà khi Chúa sửa phạt thì chúng ta khác với những người khác không tin Chúa ở chỗ nào? Hầu cho khỏi bị án là một với người bị phạt. Nhưng mà cái hướng đi tương lai của chúng ta là ở đâu? Là thiên đàng chứ không phải dưới. Bị phạt là để chúng ta tin rồng, tin luyện. Bị phạt để Chúa cho chúng ta thấy khi sống với Chúa thì không có giở mặt với Chúa được. Phải sống ra sống để chúng ta xứng đáng trong cái sự hy sinh của Chúa. Cho nên anh chị em ơi, chiều nay chúng ta dự lễ Đức Thánh thì sẵn đây tôi cũng mời gọi. Có những cô chú anh chị em có nhiều lần suy nghĩ về việc tin Chúa, mà đã tin Chúa rồi thì hãy tiến đến một bước nữa, sắp xếp thời giờ học cho hiểu biết về tình yêu của Chúa đối với mình, và nhận lễ bắp tên. Sau lễ bắp tên rồi thì mình nhận lễ Đức Thánh. Và khi đã nhận lễ Đức Thánh thì phải xứng đáng với điều đó anh chị em. Bởi vì nếu không thì không phải tôi phạt, không phải nhà thờ phạt, không phải người nào đó phạt. Ai phạt à? Chúa phạt. Ấy vì cỡ đó mà trong vòng anh em có nhiều người, không phải một người, nhiều người bị tật nguyền đau ốm, và có lắm kẻ đứt bóng. Ngủ là chết, là đứt bóng. Đứt bóng sống quá là bởi vì không xứng đáng với sự sinh. Cho nên tôi nói điều này để khích lệ mỗi chúng ta khi chúng ta dự lễ thánh thì một lần nữa chúng ta xác quyết. Tại sao chúng ta cầu nguyện không có linh nghiệm? Tại sao chúng ta đặt tay trên người khác
mà Chúa không làm việc. Có thể về cái phần người đó thì chúng ta không nói, nhưng mà xoay ngược về phía mình là bởi vì có những cái trong cuộc đời mình không xứng đáng gì xin Chúa, có những điều bất thiết cho nên Chúa không bao giờ muốn nghe. Và Kinh Thánh nói rằng ấy là tội lỗi các ngươi đã làm cho các ngươi xa cách mặt của Chúa, xa cách ơn Chúa của Chúa. Ấy là tội lỗi các ngươi làm cho Ngài không muốn nghe các ngươi nữa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta chiều hôm nay chúng ta sẽ ghi nhớ điều này để chúng ta kỷ niệm sự hy sinh của Chúa. Amen. Bây giờ xin mời chúng ta cùng hát một bài hát trước khi chúng ta bước qua thì giờ dừng lại. Xin mời chúng ta mở ra bài Nhìn cây thập tự. Chúng ta mở ra bài Thánh ca số 57. Thánh ca số 57. Bài này ở trong Thánh ca Việt Nam, ở bên Việt Nam thì là Nhìn cây thập tự. Và khi qua bên Hàn Quốc này thì người dịch lời đã sửa lại là Nhìn xem Chúa Giêsu. Chúng ta cùng hát lớn với nhau bài Thánh ca này. Nhìn cây thập tự, đấng Chúa Giêsu, Ngài đã đến chiều cô thầy. Ôi Giê-xu mi, sao nghĩa thuốc là cô hề mãi con thương Ngài. Ngài thấy tôi cười, giải cứu xong xuôi, cất tiếng kêu đàn ơi cha, buông dao lại hồn, con ơn trong cuối đầu hàng chú linh thiên ngài hàng đang quan mình ơi thế tôi bày ai đuổi về thêm tuyệt vời ai sáng thế dù sống lại hiếp đi hình Xin mời tất cả các ông bà chị em nào mà đã nhận lễ bắp tên rồi thì xin mời đứng lên. Các vị nào chưa thì xin đứng lên rồi chờ đợi và theo dõi. Tôi xin nói ngắn gọn ba ý nghĩa khi chúng ta dự lễ Thiền Thánh. Thứ nhất, đó là một kỷ niệm. Kỷ niệm đó là gì? Chúng ta kỷ niệm thân và huyết của Chúa Giêsu đã tan nát, đã đổ ra vì chúng ta, để chúng ta được sạch tội, để chúng ta được Chúa gắn lấy những bệnh tật qua cái sự hy sinh của Chúa. Bởi vì Kinh Thánh nói rằng bởi sự sửa phạt thì chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi của người chúng ta được lành bệnh. Thứ hai, đó là một trách nhiệm.
mỗi lần chúng ta ăn bánh này, uống chén này, thì chúng ta rao truyền sự chết của Chúa cho tới lúc ngày này. Và thứ ba, đó là một hy vọng. Chúa nói rằng, ta không uống trái nho này nữa, chờ đến khi ta uống trái nho mới ở trong nước cha ta. Cho nên nhắc nhở chúng ta một hy vọng để chúng ta cùng dự tiệc này. Xin mời quý vị cầu nguyện xin Chúa tha thứ những lỗi lầm nào của mình ở trước mặt Chúa trong thời gian này. Và Đức Chúa Giêsu trong đêm Chúa bị phản bội, Chúa lấy bánh, Chúa bẻ ra, Chúa trao cho các môn đồ và Chúa phán rằng: này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho. Hãy làm điều này để nhớ ta. Chúng ta cùng cầu nguyện. Cảm tạ ơn Chúa vì ơn thương xót của Ngài, sự hy sinh của Ngài đã tan nát chính thân thể của Ngài, và Ngài đã đổ ra đến giọt máu cuối cùng để thanh tẩy mọi tội lỗi chúng con, để biến hóa cuộc đời chúng con, khiến chúng con có sức sống ở trong Ngài, để mọi bệnh tật của chúng con về tâm linh, tinh thần, thể xác được Chúa chữa lành, để con người chúng con trọn vẹn đến ngày này. Chúng con kinh nghiệm trong năng quyền sinh của Chúa, sự hy sinh của Ngài cho chúng con. Chúng con giữ tiệc thánh này, xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm, để khi chúng con giữ bánh này, chúng con kinh nghiệm được sự hy sinh của Chúa, và chúng con sẵn sàng hy sinh việc của Chúa cho anh em mình, cho người khác, để gây dựng và phát triển công việc nhà Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài, chúng con thành tâm để một cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Khi bánh truyền đến quý vị nhận và chúng ta dùng chúng ta thầm nguyện của Chúa. Thưa quý vị, tôi có xem cái thống kê sáng hôm nay ở Ulsan, người Việt chúng ta gần 7.000 người. Thì trong 7.000 người đó, bao nhiêu người đã nghe về Chúa? Và trong những người tin Chúa ở thành phố Ulsan này, có bao nhiêu người đã nhận lễ báp têm và bây giờ sống bày tỏ tình yêu hy sinh của Chúa trong đời? Cho nên bao nhiêu người họ chưa biết Chúa, chưa tin Chúa, họ đang nhìn quý vị. Cho nên anh chị em nào dự lễ tiệc thánh thì một lần nữa nhắc nhở: Chúa ơi, con phải sống một cuộc đời khác hơn xưa, sống xứng đáng với sự hy sinh của Chúa. Sau khi ăn bữa tối rồi, Chúa Giêsu lấy chén tạ ơn mà phán rằng: chén này là sự giao ước mới trong huyết của ta, được đổ ra để mọi người được tha tội. Hãy khi nào anh em hay là các con dùng chén này thì nhớ đến ta, chúng ta cùng cầu. Cảm tạ ơn Chúa Giêsu vì tình thương của Ngài đã được thể hiện bằng giọt huyết cuối cùng Ngài đổ ra trên thập giá vì chúng con. Ngài không tiếc điều gì với chúng con, và ngay cả chính sinh mạng của Ngài, đến dòng huyết quý báu của Ngài vì chúng con. Bởi dòng huyết đó chúng con được tha tội, chúng con được biến đổi, chúng con được thanh tẩy, chúng con được chữa lành, chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho chúng con giữ tiệc thánh này để chúng con hướng về hy vọng, chúng con giữ chén nho mới ở trong nước thiên đàng với Chúa. Và Chúa cho chúng con sống năng quyền trong dòng huyết của Chúa Giêsu. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con thành tâm để một cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Khi chén truyền đến anh chị em nhận nhận và cảm ơn Chúa, chúng ta sẽ đi đến Chúa. Oh.
Thì sự hy sinh của Chúa trọn vẹn trên con người của chúng ta về phần thân hồn linh, tức là trọn vẹn ba phần trong con người của chúng ta, thân hồn linh, thì đời sống của chúng ta được biến đổi và chúng ta cũng mặc lấy năng quyền. Khi chúng ta cầu nguyện, Chúa nghe, và khi chúng ta đặt tay trên anh em mình thì đó cũng là thể hiện giống như năng lực của Chúa được truyền tải qua chúng ta. Bởi vì chúng ta giống như một cái ống dẫn, chúng ta giống như những bản sao của Chúa Giêsu trên đất này. Cho nên người xung quanh sẽ nhìn chúng ta xem anh chị em sống như thế nào, có giống như tình yêu hy sinh của Chúa Giêsu không. Cho nên xin Chúa cho anh chị em, mỗi lần chúng ta dự thiên thánh này, chúng ta lại hun đúc, chúng ta nung nấu một cái con người sống hy sinh, yêu thương, giúp đỡ mọi người giống như Chúa Giêsu. Bởi vì Chúa Giêsu đến, Kinh Thánh nói rằng để phục vụ mọi người và làm giá chuộc, để cứu tội, cứu chuộc cho mọi người. Xin Chúa cho chúng ta sống trong tinh thần đó. Kỷ niệm sự hy sinh của Chúa là kỷ niệm một cái đời sống xứng đáng với Chúa. Khi chúng ta thật lòng với Chúa, chúng ta dự lễ thánh, thì ma quỷ rất là run sợ, bởi vì ma quỷ rất là sợ sự hy sinh của Chúa, đặc biệt là hy sinh cái năng quyền của Chúa Giêsu, bởi vì đó là huyết thánh đổ đầy. Cho nên ma quỷ rất run sợ, bởi vì dòng huyết nó đã thanh tẩy cho chúng ta được trong sạch. Cho nên ma quỷ rất sợ Chúa Giêsu, không phải là năng quyền của Ngài mà thôi, nhưng mà rất sợ quyền qua sự hy sinh của Chúa, dòng huyết Chúa đổ ra để chúng ta được tha. Chúng ta cùng cầu nguyện cho em. Cảm tạ Chúa cho chúng con có thời gian qua được dự thánh lễ kỷ niệm sự hy sinh của Chúa vì chúng con. Xin Chúa nhắc nhở chúng con điều này và chúng con sống xứng đáng với tình yêu hy sinh của Chúa. Và qua cuộc đời của chúng con, nhiều người được biết đến tình yêu hy sinh của Ngài và cũng kinh nghiệm năng quyền của Chúa trên cuộc đời của mình nữa. Chúng con tạ Chúa. Chúng con thành tâm hiệp một cầu nguyện. Nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin mời tất cả chúng ta cùng ngồi. Xin mời bạn hướng dẫn chương trình tiếp tục. Xin cảm ơn Thánh Chúa, cảm tạ Chúa đã sử dụng mục sư qua sứ điệp vừa rồi để chúng ta hiểu biết về sự thương con của Chúa Giêsu cho chúng tội chúng ta, để chúng ta kỷ niệm ngày lễ vượt qua ngày thật xứng đáng, để chúng con hướng tâm sự vinh hiển của Ngài, để chúng ta phơi bày ảnh tượng của Ngài trong thế gian này, để chúng ta sống đẹp một ngày từ hôm nay cho tới một ngày tới Chúa ở trong thiên đàng. Chúng ta có làm nên điều đó không? Amen. Xin chào ban cho tình đầu cháy trong ngày con. Xin chào ban cho tình thương cháy luôn. Xin chào ban cho tình đầu cháy trong ngày con. Người cha ba đưa tay đi thôi buồn đời. Ô, không xa nhất,
con hình thầy đưa cho cả đời với ước muốn cho thân đời không xin. Xin Chúa biết con hình thầy đưa cho cả đời mười giờ năm phút lấy hát tan tim này. Xin cha ban cho tình đầu cháy trong nhà con. Xin cha ban cho tình thương cháy luôn. Xin cha ban cho tình đầu cháy trong nhà con. Để cha ban nhớ tay lên cuối muôn đời. Ha hô sa la, ha hô sa la, ha hô sa la muôn đời sáng thôi. Ha hô sa la, ha hô sa la. Xin Chúa gìn giữ mọi người bình an và khỏe mạnh trong tuần lễ mới làm văn hóa Việt Nam để xin và gia đình Việt Nam bán độc lập 2018. Xin kính mời bà Thanh Thảo đi cùng hội. Xin mời quý ông bà chị em cùng thực tế trong sự cùng. Kính lạy Đức Chúa Trời yêu quý của chúng con, trong thời giờ vừa qua, chúng con đã cùng nhau suy gẫm về tình yêu của Chúa đã dành cho chúng con. Con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được làm con của Ngài. Vì nếu chúng con không được Chúa thương xót, thì tâm hồn của con, tâm linh của chúng con sẽ bị chết mất trong mỗi một đời đời. Hôm nay chúng con dùng bánh và chén này để nhớ đến thân thể của Chúa đã hy sinh vì chúng con. Xin Chúa cho mỗi người trong chúng con cùng ăn bánh và uống chén này một cách xứng đáng, để chúng con được Chúa xét đoán và sửa phạt, nhưng sau khi đã được dự phần thì vận dụng đức tin dạn dĩ của mình bày tỏ cho người thân, cho bạn bè về tình yêu của Chúa mà chúng con đã được nhận. Đã tin là tình yêu đã được minh chứng trong Kinh Thánh, đó là con Chúa Trời đã yêu thương chúng con đến nỗi đã bằng lòng nhận án tử hình thay cho chúng con, để chuộc tội chúng con, để chúng con được sống. Xin giúp chúng con nói về tình yêu, tin mừng cứu rỗi của Chúa cho tất cả những người Chúa cho chúng con có cơ hội gặp gỡ trong cuộc đời này. Hội Thánh của Tôn Sanh của chúng con hướng đến năm 2018 cơ bản sẽ là một hội thánh bán độc lập. Xin Chúa ban cho mục sư có những khải tượng cùng hội thánh, có những linh đức, linh ân, linh quyền để hội thánh sớm đủ yếu tố linh lực, linh tài, tài lực, vật lực để hội thánh sớm được bán độc lập. Con cũng xin Chúa ban cho làng văn hóa Việt Nam ở FC có nhiều người biết đến qua trung tâm này, có nhiều cuộc đời được biến đổi. Xin Chúa cùng thầy Dương, cô Nga, cùng anh Sang ban cho thầy cô và anh Sang có ăn phước để phục vụ Chúa ở nơi đây. Giờ này chúng con có số tiền dâng lên cho Chúa, xin Chúa vui lòng nhận lấy và ban phước lại cho chúng con một cách dư dật.
của sự giàu có vinh hiển của nước Ngài. Xin Chúa cho chúng con sốt sáng khôn ngoan sử dụng cách hiệu quả số tiền này để phục vụ công việc nhà Chúa ở Winsan. Mỗi ngày được mở rộng và nhiều cuộc đời được biến đổi, được cứu. Và một tuần mới lại đến với chúng con. Xin Chúa luôn ở cùng chúng con trong mọi sự. Xin Chúa ban phước giữ gìn cho những cô chú, anh em lao động công việc ổn định, an toàn. Ban cho những bạn sinh viên có việc học kết quả. Vì mọi sự chúng con làm, chúng con đều được cậy Chúa mà làm. Chiều này chúng con ra về, ai về nhà nấy, xin Chúa cho ông bạn gì chúng con về nhà được sự bình an, vui vẻ, để nuôi dưỡng, chuẩn bị tâm linh, tâm thần mình từ sau lại ra mắt Chúa. Con cảm ơn Chúa rất nhiều. Xin Chúa cũng lắng nghe lời cầu nguyện của con. Với lòng biết ơn, con xin thành tâm hiệp một trong sự cầu nguyện. Nhân danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Xin cảm ơn con Thảo rất là nhiều. Tiếp theo là bài cầu nguyện của Chúa. Xin chúng ta đọc cái sự. Lạy Cha, chúng con được thờ. Giữa Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ dùng. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội đến cùng chúng con. Xin che chúng con bị cám buộc, xin cho chúng con khỏi địa bàn. Vì nước quyền, vinh hiển, được tổng thể Cha, đời đời cùng cùng. Amen. Tiếp theo là thì chú Cước, xin kính mời sư tử của bạn chú Cước. Xin cầu nguyện ý với tôi trong thời gian này, tôi sẽ cầu nguyện trước và sau đó tôi sẽ giơ tay cầu nguyện trước bước sau. Cảm tạ Chúa cho chúng con có thời gian vừa qua được tôn cao và thờ phượng Chúa cũng như lễ tiệc thánh được đầy ơn phước lành. Sau giờ này chúng con có thời gian ngắn ngủi để chúng con trò chuyện với nhau và chúng con sẽ di chuyển xuống làm văn hóa tại Xin và có buổi nhóm cầu nguyện. Xin Chúa ở cùng ban ơn cho chúng con đi về được bình an, chúng con có một buổi chiều, một buổi tối thật là phước hạnh. Trong ơn trong năng quyền của Chúa chúng con đã ở Ngài. Và giờ đây nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Con, tình yêu thương đời đời của Đức Chúa Cha và sự cảm động, quyền năng, ban ơn, chữa lành và dẫn dắt của Đức Thánh Linh ở trên hết thảy của chúng con, để chúng con kinh nghiệm Chúa trong tình yêu, trong năng quyền của Chúa và đời sống chúng con được biến đổi, chúng con làm sáng danh Chúa từ hôm nay cho đến đời đời. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ cất sách vào, có một ít trái cây sẽ